Rồi. Từ từ đâu. Rồi, chị sẽ để 20 phần thôi. Đây, bạn Xu sẽ đặt quả bóng vào đây. Đấy, bây giờ bạn Xu lăn đi, chị sẽ chạm tay ở đây nhá. Wow! Mới chơi thủ mà bạn Xu của chúng ta được luôn đấy. Đây trò chơi bowling. Em thấy không? Bạn ấy có trò chơi các bạn quên luôn. Bạn ấy chỉ nghĩ ngay đến đồ chơi thôi các em ạ. Các em hôm nay nhìn chị bạn chưa có gì giống nhau. Nhưng mà chị khác mỗi hình với cái dây dài. Đúng rồi, nó chỉ bạn Su đây mặc áo giống nhau đó. Các em thấy bọn chị giống nhau không? Su ơi, Su giới thiệu đồ chơi đi. Đây là đúng rồi, khỏe áo mãi. Đây là trò chơi bowling. Mình sẽ cầm một quả bóng xong mình ném. Được, chị xem nào. Nếu mà các bạn nhìn gần nhá. Các em ơi, đây là một bộ đồ chơi bowling này. Chúng mình sẽ có 10 quả, đúng không? 11 quả. Đâu, 10 em ạ. 10 quả và có 2 quả bóng. Chúng ta sẽ xếp ra. Đấy, các em nhìn này. Đây này. Các em ơi, đây là cách mà người ta dạy mình chơi đấy. Sẽ phải xếp 4 quả, 3 quả, 2 quả và 1 quả. Một quả bóng mình sẽ ném. Đấy, các em nhìn thấy không? Chắc là sẽ rất thú vị đấy. Chị nói thật là chị chưa bao giờ được đi chơi bowling đâu. Su đã bao giờ đi chơi bowling chưa? Rồi. Ok quá. Bạn Su còn được đi chơi rồi. Chị lớn nay mà còn chưa được đi chơi đấy. Bây giờ chị và bạn Thu Si sẽ cùng nhau bóc nhá. Đây là có 2, 4, 6, 8. 10 quả mà 3, 4 là 10. Đấy, bạn Su cút tưởng 2, 4, 6, 8. Vẫn mãi đến em vẫn cứ nhất định bảo chị là có 11 quả nhưng chỉ có 10 quả thôi. Đúng rồi, 10 quả. Ok, bây giờ bạn Su cũng sẽ bóc và chúng ta sẽ cùng thử nhỏ chơi nhá. Xem mà ai sẽ là người chiến thắng. Su là Xuân Vân. Wow. Nếu mà làm hết thì người ta sẽ được chiến thắng. Ừ, đúng rồi. Em ơi. Đấy, bạn Su mãi chơi cái này. Các em nhìn này, những quả bowling rất nhỏ xinh. Rất là xinh đúng không? Bây giờ bọn chị sẽ xếp theo như cách mà trong hướng dẫn sẽ chờ cho bọn chị chơi nhá. Em ơi, các em nhìn nhá, bây giờ chị sẽ xếp thử 3 quả này. Và chị sẽ thử lăn. Đây là đích nhá, chị sẽ lăn quả bóng. Wow, các em ơi, chỉ rơi được có 2 quả thôi, còn lại 1 quả. Trò chơi là rất là khó đấy. Cho em chơi nhá. Đây, để bắt đầu chị xếp nhá. Chị xếp cho em chơi thì. Chị xếp. Mới đầu là nhưng cho hướng dẫn là sẽ phải là 4 quả đầu tiên các em ạ. Mấy quả này rất là nhỏ nên rất là dễ bị đổ luôn. Đấy, 4 này. Xong đến 3 đúng không? Wow, bạn Su ơi, chơi hơi bị khó ấy nha. Em là đổ thì nó cũng hơi cái gì sai sai ấy nhỉ. Đúng rồi đấy, em mà đổ được là chị phục em luôn đấy. Chị cũng không biết chơi trò này đâu. Mà những 10 quả nhá, liệu bạn Su của chúng ta có ném đổ được hết không em? Rồi. Vậy. Từ từ đổ. Rồi, chị sẽ để 20 phân thôi. Đây, bạn Su sẽ đặt quả bóng vào đây. Đấy, bây giờ bạn Su lăn đi, chị sẽ chạm tay ở đây nhá. Wow! Mới chơi thủ mà bạn Su của chúng ta được luôn đấy. Lẻ em luôn, nhé cái. Wow, các em ơi, công nhận là bạn Su mới chơi lần đầu mà bạn ấy ném phát đổ 10 quả luôn. Chị ném 3 quả. Con đổ có 2 quả. Xin chào trời ơi. À không, bây giờ sẽ chơi hình tròn. Tròn. Ừ, chơi thì phải chơi kiểu mới chứ ai chơi kiểu cũ. Rồi. Rồi, bây giờ ai mà ném hết đổ chỗ này là mới thắng. Em. Nói lại này không nhá. Em nhìn này. 2, 3. Vẫn còn 1 quả. Nhìn chị đây. Sợ. Chị yêu của Su mà, đừng có đùa. Không phải. Chị làm xong cho em ném một lần nữa chứ. Đấy các em ạ, bạn Su lúc nào cũng phải ném hơn chị cơ thì bạn ấy mới chịu thua đấy. Không là bạn ấy không bao giờ chịu thua đâu các em. Ủa, chị em trách nhiệm gì vậy? Nào, bảo ra. Nhìn chị ạ, một phát đổi luôn. Yes. Thấy chưa, sau lần trước chị chơi không có kinh nghiệm thôi. Sau chơi 2-3 lần chị có kinh nghiệm rồi nhá. Su thua rồi bây giờ, Su còn muốn chơi cái gì nữa không? Em chơi deep cơ. Thôi, chúng mình cùng chơi trận nào. Được rồi, bây giờ chị sẽ xếp hình tam giác. Trời ạ, sao chị lại xếp như thế? Rồi, chị xếp hình tam giác, bây giờ để cho bạn Su ném. Lần này lần cuối cùng nhá, xong rồi thôi nhá. Nào, ném đi xem có đổ không. Ôi giời, bạn Su của chúng ta rất là giỏi trong cái trò này các em ạ. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.